hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn món nem cô bể đặc sản của Hải Phòng nha. Địa điểm hôm nay mình đến là quán nem cô bể cô Nga ở 92 Trần Nhật Duật. Nem thì sẽ ăn cùng với bún và thịt xiên, nhưng hôm đấy đi có 2 người nên bọn mình chỉ gọi nem thôi. Ui, trông miếng nem vàng vàng giòn giòn ngon hết nấc. Mà cái nhân bên trong thì cứ phải gọi là ú ụ luôn nha. Có thịt cua bể đã bóc sẵn, ngoài ra thì còn có cả tôm, thịt, mộc nhĩ và cả miến nữa. Ăn vào thì giòn tan, đậm vị cua và không hề ngấy nha. Một miếng nem như vậy thì sẽ có giá là 60 cành. Nước chấm ở đây thì tùy theo từng khẩu vị ấy. Với mình thì mình thấy khá ổn, còn bạn mình thì lại thấy hơi ngọt. Ngồi ăn miếng nem nóng hổi dưới cái thời tiết này thì còn gì bằng. Quán cô thì sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nên nếu như có dịp đến Hải Phòng thì các bạn hãy thử xem sao nhá.